Chào các bạn nha, hôm nay mình thả một con diều cá trơi. Con diều này dài gần 3 mét, bề ngang 1m2. Diều này làm cũng lâu rồi, cũng ra một clip mới, clip vừa rồi. Nay mình thả lại. Đó, các bạn nhìn giống không? Giống như con cá trơi không? Để lâu quá rồi không biết bây giờ thả lại nó có lên hay không nữa. Dựa con cá trơi vào cái gốc cây điều, ro ra rồi cước ra, các bạn thấy không? Ồ, cái đầu con cá trơi lú lên cây điều, cới bùi xả nữa. Này chắc con xả xào với con cá trơi này quá. Gió bên này yếu xìu à. Chuẩn bị nè các bạn, lên nha các bạn. Ồ. Đó. Qua. Gió yếu quá các bạn ơi. Giống cá trơi quá các bạn. Cá trơi thở dưới nước, cá trơi này bay lên trời. lên đây các bạn ơi. Cá trơi này nó lên trời mà nó lạng còn hơn ở dưới nước. Cá trơi này thèm xả hay gì. Không có gió mà. Này là do không có gió mà ơi, chứ có gió là cá trơi này là nó bay luôn á. Gió yếu quá mà. Rồi luôn ấy, lên được không? Rồi, rồi sai. Ồ, cá trơi nó mập dữ. Cá trơi này râu ria đầy đủ. Các bạn xem clip nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Mình làm những cái con kỳ thú, những con quái thú để thả nữa. Rồi, chúc các bạn xem clip vui vẻ nha. Chào các bạn.